Thế à? Ông ấy thiệp, xin chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại phố Nối, Hưng Yên. Ôi mà, cái nó bán anh 15 triệu anh mua ngay à? Ôi, giật mình nhỉ? Toàn cây mini. Vừa mua của em nó một cây mini này. Đâu, cây nào bê lên, bê lên, bê lên. Khanh chưa? Ui dồi, yêu thế nhỉ? Nó như con lợn con này. Nó như con lợn con đấy. Đâu, 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 mặt nào mặt đúng. Đây, 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 mặt đúng đây. Mặt đúng đây. Nó như con lợn con, ồn ỉn này, nè. Yêu đấy. Chào đạo. Ở bên phố Nối này có một cái đặc điểm mà tôi rất ấn tượng. Rất nhiều cái mini nhỉ? Ờ. Cái này anh em chơi những cây mini rất là xịn xò. Một phần xịn, họ xịn cũng xuyên mấy cái cây, hai là nó cũng là những cái đường hướng. Đây là nhà mình, nhà ai nhỉ? Em là hai lúa. Hai lúa cũng lại hai lúa. Cái bảo phê là lúa hai không biết nhà đâu mình. Ở Thanh Hóa nó mặt ở Thanh Hóa có cậu em hai lúa đấy mà. Ở đây là lúa hai. Ở đây là lúa hai. Con này bao tiền em? Dạ. Con này. Ừ, toàn cái cây mini, cây trực huyền bé bé đấy. Yêu chứ. Nó mèng, ơi nó bé mà nó yêu lắm nha. Đây. Anh chị ơi, con kia là anh bảo em bán này, em bán này theo. Bán anh em bán cho lưu. Nằm thân bé tí tẹo. Rồi con anh em. Anh vượt qua tầm của anh sĩ một tí, anh là hẳn 6 triệu. Ờ, hôm nay thế rồi bác nào lại cây nào nữa? Ừ. Tất cả những cái này là đâu 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 đâu. Lại hai ông khanh cho tôi nhờ cái. Kinh nghiệm. Lại một vụ giao dịch mới. Tiếp nổ liên tiếp. Quay tròn em nó biết rồi. Hết vườn, hết vườn. Đồ này đồ mini rất đẹp, đồ chơi. Ờ đồ chơi. Rất nhiều, rất xinh. Phải mấy chục con. Mua vụ này nghèo vì con này. Nghèo vì con. Gây nghiện được thành con là nghèo vì con. Mua đồ này đồ kia thì thôi không cảm, không phải tính gì cả. Nghèo vì con. Thế à, không phải tính à? Còn lại cứ nuôi đây. Ở chơi rất yêu. Đấy, cây vừa mua này. Phải nói là già nhỉ. Dạ vâng. Mèng ơi, sao nó già quá, mèng ơi. Khiếp, trắng bốp. Cũng già lắm này. Hơi có bệ, hơi kém bệ một chút để nuôi. Chắc là đều cắt được cái đầu nó ra. Đấy. Toàn cái mini này. Này. 20 phần này. Ồ, trong này đúng phải nói là khu vực này anh em chơi cái cây mini rất là nhiều luôn. Anh em mà các tỉnh về khu vực phố Nối này. Đấy, phố Nối Hưng Yên. Phải thật sự là tôi đi thăm mấy cái vườn này là cây nào vườn nào cũng có những cái cây mini rất là hay. Tao thích người giống chú ấy. Đây, những cây mini. Đấy, yêu cực luôn. Không có nhiều cây lắm rồi nhỉ. Chơi cây nào thì chất mà nó nhũn nó già cây đó. Đây cũng là một trong những cái cách để mà chúng ta phải tư duy đó. Trong một cái phạm vi không gian nó hẹp thì nên chọn những cái cây nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhờ chơi thì nó ngắm nó cũng hay lắm, không cần là cây quá to, nó vừa đỡ mất diện tích. Đấy, cây bé tí mà nhũn cực, lùn, lùn nhũn. Này chắc nó cũng là trước cốt tán tầng. Đúng là cốt tán tầng đấy. Cốt tán tầng phá, bây giờ nó cũng có một cái thân huyệt, thân chủ giữa. Là các cái vầy. Mình tính tăng cái đoạn giá này. Cái con cây thì đương nhiên là tuổi rồi. Cây này cũng tuổi này, cũng tốt này. Ờ, cái gì tuổi ai? Tuổi này nó anh khi còn nhũn. Cái này là bút đỏ, anh bút hồng. Còn nào? Con này này, chất đẹp. Chất thì không phải chê, lá cho xe to. Cũng chỉ cần 20 phân thôi nhá. Về mày cứ để quá là già nhũn rồi. Mấy 40 triệu cái loại mày, để mẹ vứt cái con. Chơi những cái này này, chơi những cái này hay. Nuôi cái này nó còn nở tiếp. Cái loại này biến hóa thêm. Và nó nhiều đầu là nhiều dữ liệu này về tạo tác nó cũng hay. Cây này thì
nghệ thuật ra phết rồi này. Rồi. Cũng già, rất già. Đó, già. Trắng tem mốc. Ốt trực. Già khiếp. Ê. Mẹ ơi, nó già quá. Anh để cho hai thằng em tiên hộ tống anh đi, nếu người ngoài anh không. Còng 40 phân. Còn một số vị trí cần phải nuôi để tạo tay. Đây. Cái này cũng già này. Cái này là cái bệ. Bệ con này đẹp. Bệ đẹp. Luôn mà lại nhiều đầu, nhiều hướng. Chơi con này hay này. Này chơi hay này. Cái nào liên hệ gọi cái này. Chơi cái này hay. Lấy bác anh con này, lấy bác anh chỉ 7,5 triệu. Đây nữa. Cục nu si này này. Không, bác thì không cái đồ này này, cục nu luôn. Mẹ có mấy cái cục nu yêu vậy. Này, thì hơn chục phân. Nẽ đây là cái đầu một cái quả phúc cắt ra. Đấy. Đầu quả phúc cắt ra cứ nuôi dần sao nó nở thế này. Đó là những cái quả phúc mà cái đầu của nó. Mà cái đầu già ấy. Cắt ra là nó rất là hay. Lại cây nữa à? Nốt cái cây này. Liên tục. Giá ngày xưa ở đâu? Cây nào? À lại cái con yêu này á? Lại con mini nữa. Đấy tôi đầu tư là cu nhà tôi đấy. Ui. À, kinh. Hồi môn cho con, hồi cho con. À, trước, con lúc, lúc mà phát biểu nhớ mà lúc phát biểu họ nhà trai phải đứng lên nhé, dành đây, câu thôi. Đấy. Cảm ơn em. Bảo thôi, bố để cho con 50 cây mini. Cảm ơn. 50 cây mini, không cần nhiều. Không có nước đâu. Đấy, 4 cây này. Khang trang chưa? Không có cái nào. Ủa, Phúc nhiều mini lắm. Nè Phúc đi. Nào không hết đấy. Phúc mini đẹp. Lúc nào quay về vào cái cảnh hóng hớt chăm gió tí. À vào cái cảnh xem lại cây em mua của anh ở trên đấy. Nè. Mua nhanh mua nhiều. Vừa nữa ít cây. Kéo cho là lộc béo xuống anh bảo những đồ này thì thích. Nó mà nhìn thấy cái này nó đang thích. Cái cục này này. Cục này thì nó, tức là cái đồ này thì nó nhanh ra tiền hơn nhưng mà thôi. Ôi, con khúc khác mình chia xanh, mình thích xanh hơn. Ừ, thích xanh hơn xì. Rồi. Anh em về phòng nối nhớ vào đây giao lưu nhá. Nhớ tham quan vườn này. Mấy cái cây mini mà hay lắm. Cái già này mua gần hết nhỉ. Cái đầu này nó quá là nhũn, không có sẹo mấy. Chờ cái này đẹp. Già cái này về đừng bảo bác anh khen đẹp. Mở cửa đón rồi. Bác anh sang thăm. Thank you. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Giao lưu liên tục. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video mới trên nghệ thuật bonsai.